lấy cái thành nóng không? Sắp tưng luôn rồi. Nhưng mà vẫn còn nước đọng luôn đây nè. Đâu có dốc đâu. Mà đi vô trong bắt đầu nó ngập. Đó, thấy chưa? Dốc ngược ở trong nhà mà nước chứ nó xui nhiều quá. Nó xui ra đây thì nước nó chảy ra hết rồi chứ làm sao mà nước nó động lại. Đó. Đó, bắt đầu khúc này nó khô lại chút xíu. Hai đầu